Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, thời điểm mà con người sinh ra sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng, góp phần tạo nên cái vận mệnh, công danh, sự nghiệp cũng như là cái tài lộc của người đó. Nhiều bậc thầy về tử vi phong thủy còn khẳng định không cần đi xem bói, chỉ cần dựa vào tháng sinh cũng có thể biết được người đó giàu sang hay là nghèo hèn ra sao. Cũng dựa vào góc nhìn tương tự, nhiều nghiên cứu khoa học của một tổ chức nước ngoài cho biết chỉ số IQ, tức là cái chỉ số thông minh của một người ấy, có cái mối quan hệ mật thiết với cái tháng sinh của người đó. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu những cái bí mật về cái tháng sinh âm lịch của mỗi người. Xem bói tháng sinh âm lịch biết cái vận mệnh giàu sang, nghèo hèn, không cần đi xem bói. Thứ nhất, những người sinh vào tháng riêng là tháng 1 tháng Dần. Thì những người sinh vào tháng riêng ấy, thuộc cái kiểu người cứng đầu và có một cái trái tim sắt đá. Vì thế, họ là người tham vọng và luôn nghiêm túc trong mọi việc. Họ thích được chỉ bảo những người khác, cũng như là được người khác chỉ bảo. Tuy nhiên, những người mà sinh vào tháng này lại hay suy xét những cái sai sót và những cái điểm yếu của người khác. Vì vậy, họ rất thích chỉ trích những người khác. Trong công việc thì những người sinh vào tháng riêng ấy, thì thường là làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Họ thật sự là những người biết cách làm người khác vui lòng, nhưng họ lại là những người mà trầm tính, ít nói, trừ khi họ thực sự cảm thấy vui vẻ hay là tức giận. Những người sinh vào tháng riêng thì cũng là những người khá bảo thủ. Họ luôn biết cách chăm sóc bản thân, ít khi bị bệnh tật hay là bệnh nặng, nhưng mà gì hay bị bệnh cả vặt. Ai mà sinh vào cái tháng đầu năm này thì đều thuộc tuyết người lãng mạn, nhưng mà tiếc rằng họ lại không biết cách biểu lộ cái tình cảm của mình cho lắm. Họ yêu thích trẻ con, đề cao cái sự trung thành, là con người mà rất thích giao tiếp, nhưng mà lại hay ghen. Còn với chuyện tiền bạc thì những người này vô cùng là cẩn trọng. Đó là người sinh vào tháng riêng, là tháng Dần. Tiếp theo là người sinh vào tháng 2. Thì sinh vào tháng 2 thì các bạn có nhiều cái ý niệm trừu tượng và rất là sắc sảo. Tuy vậy, các bạn vẫn thích những cái thực tế. Bạn là những người thông minh và nhanh trí. Có điều, cái tính cách của bạn ấy hay bị thay đổi. Bạn là người gợi cảm, quyến rũ, tính tình thiếu ôn hòa, trầm tính, hay mắc cỡ và rất là khiêm nhường. Nhưng những người sinh vào tháng 2 thì rất là chân thật và trung thành. Hơn nữa, các bạn lại là những người quả quyết. Một khi mà đã quyết việc gì thì sẽ làm đến cùng. Sinh ra vào tháng 2 thì bạn rất yêu thích cái sự tự do, nên là khi bị cấm đoán ấy, các bạn sẵn sàng trở thành một kẻ nổi loạn. Bạn cũng thích công kích người khác nữa, nhưng lại quá nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Những người sinh vào tháng 2 thì hay bị giận dữ, nhưng lại không bao giờ biểu lộ ra ngoài, không thích những thứ không cần thiết, rất muốn kết giao bạn bè nhưng lại không để cho người khác biết là bạn muốn điều đó. Bạn ưa thách thức và rất tham vọng, nên là các bạn luôn đầy ắp những ước mơ và những hy vọng. Những người mà sinh vào tháng 2 rất thích giải trí và những cái hoạt động sôi nổi. Đấy, tâm hồn lúc nào cũng lãng mạn, nhưng mà chẳng bao giờ các bạn bộc lộ ra ngoài. Đó là những người sinh vào tháng 2. Đó. Tiếp theo, những người sinh vào tháng 3. Tháng 3 là tháng Thìn. Đấy. Thì những người sinh vào tháng 3 thì là sở hữu cái tính cách thu hút những người khác và vô cùng quyến rũ. Các bạn là con người của sự yêu thương, nhưng mà hay mắc cỡ và bảo thủ. Các bạn rất là bí ẩn. Đấy. Bản tính là tự nhiên của bạn là chân thành, tử tế và giàu cái lòng trắc ẩn. Các bạn bạn thích hạnh phúc và bình yên. Đối với mọi người thì các bạn rất nhạy cảm. Các bạn cũng thích người khác phục vụ. Bạn cũng thích phục vụ người khác, nhưng lại thường để mình rơi vào những cơn giận dữ. Tuy nhiên, bạn là một người đáng tin cậy. Bạn được đánh giá cao với cái lòng tốt và cái sự biết ơn. Những người sinh vào tháng 3 thì thường hay quan sát và đánh giá mọi người. Tuy là người tốt, nhưng mà một khi ai đó đã gây thủ chuốc oán với bạn thì bạn sẵn sàng ôm giữ và báo thù mạnh mẽ. Ngoài ra, bạn là người hơi mơ mộng, nhiều cái ảo tưởng, thích du lịch, thích được cái sự chú ý, thích trang trí nhà cửa, thích những cái điều đặc biệt. Trong tình yêu thì các bạn hay vội vàng trong cái việc lựa chọn người yêu. Các bạn còn là người hay u uất nữa. Đó là những người sinh vào tháng 3. Tiếp theo, những người sinh vào tháng 4 là tháng Tỵ, đúng không? Thì sinh vào tháng 4 thì bạn là người năng động và hoạt bát. Các bạn thường quyết định mọi việc một cách nhanh chóng, nhưng mà sau đó lại hối tiếc chính vì những cái quyết định của mình. Bạn chỉ yêu và quyến rũ trong mắt mà người bạn yêu mà thôi. Các bạn sở hữu cái đầu và những cái dây thần kinh làm bằng thép và rất thích được người khác chú ý. Các bạn rất biết cách cư xử một cách thân thiện
và rất biết cách an ủi những người khác khi mà giải quyết những cái rắc rối. Bạn thích cái sự phiêu lưu vì bạn là người vô cùng dũng cảm và hầu như chẳng bao giờ sợ cái gì cả. Những người sinh vào tháng 4 ấy thì thường quan tâm đến mọi người, khéo léo và rất tử tế. Tuy nhiên, các bạn lại để mình rơi vào cái tình trạng là hơi nặng cái cảm xúc và hay giận dữ, đồng thời gì khá là hấp tấp. Bù lại, những người sinh vào tháng 4 ấy thì là những người có trí nhớ tốt và thích cái sự di chuyển. Các bạn cũng thích khích lệ những người khác cũng như là tự cổ vũ chính bản thân mình trong mọi chuyện. Về sức khỏe thì những người sinh vào tháng 4 thì sở hữu cơ bắp của những người khổng lồ. Những cơn đau đầu và đau lồng ngực thì thường xuyên tìm đến bạn, một điều khiến bạn thường xuyên bị ám ảnh, và các bạn hãy coi đó là cái điểm yếu và cần lưu ý và cần khắc phục. Đó là những người sinh vào tháng 4. Tiếp theo, những người sinh vào tháng 5 là tháng Ngọ. Thì người sinh vào tháng 5 là một người cứng đầu, có trái tim là sắt đá. Các bạn sở hữu ý chí vô cùng mạnh mẽ và ý chí cầu tiến đáng được khắc phục. Các bạn có những cái suy nghĩ nhạy bén và thường suy nghĩ theo cái hệ thống chứ không gì không hề bộc phát. Tuy vậy, các bạn lại là những người gì khó kiểm soát được cái cơn giận dữ. Những người sinh vào tháng 4 thì cuốn hút những người khác và thích những người khác chú ý đến bạn. Nhờ vào cái tâm hồn sâu sắc và cái cách nói chuyện có duyên ấy, thì nữ giới mà sinh vào tháng 5 ấy, thì thường là những người xinh đẹp, không chỉ bề ngoài mà còn đẹp cả trong tâm hồn nữa. Các bạn luôn là những người giữ vững lập trường trong cái mọi cái tình huống. Khi mà gặp chuyện khó khăn thì mọi người không cần tốn nhiều công sức cũng dễ dàng an ủi bạn, vì cơ bản bạn là những người hiểu chuyện. Các bạn cũng có tính mơ mộng, nhưng mà bù lại trong mọi quyết định quan trọng thì các bạn vô cùng là sáng suốt. Về sức khỏe thì những người sinh vào tháng 5 thường hay bị đau ở tai, ở cổ, nhưng mà xét về cơ bản ấy, thì thể chất của các bạn vẫn khá tốt. Với cái trí tưởng tượng phong phú thì những người sinh vào tháng này thường có xu hướng là thích văn học và thích hội họa xã hội đó. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 6. Thì những người sinh vào tháng 6 âm lịch thì hay suy nghĩ xa xôi và dễ để trái tim nó bị lung lay, ảnh hưởng bởi cái lòng tốt, đôi khi là giả vờ của những người khác. Các bạn sở hữu trái tim nhạy cảm, phong cách lịch sự và thói quen thì nói năng là từ tốn. Các bạn có tinh thần năng động nhưng lại thì hay ngập ngừng, không chịu quyết đoán, thường có xu hướng là trì hoãn cho đến khi sự việc không vui xảy đến. Những người sinh vào tháng này thì rất là kén chọn, luôn muốn mọi thứ tốt nhất trong cái khả năng của mình có thể kiểm soát, là người nóng nảy. Tuy nhiên, những người sinh tháng 6 lại thường là vui tính, hài hước và gì rất thân thiện. Các bạn cũng là những người giỏi tranh luận và nói khá nhiều. Tuy nhiên, về cơ bản ấy, thì là những người hay mơ mộng viển vông, thích được giao lưu, kết hợp và thường thì không giấu giếm được điều ấy với mọi người xung quanh, kể cả với những người quen. Về mặt sức khỏe của những người sinh vào tháng 6 này thì cũng thường xuyên bị những cơn cảm lạnh dẫn đến tổn thương. Và khi đã bị như vậy thì những người sinh vào tháng 6 thường mất khá nhiều thời gian để chữa lành cái vết thương trong lòng. Một cái điều nữa cũng không tốt ở những người sinh vào tháng 6 đó là cái sự cả thèm chóng chán. Đó. Quý vị thân mến, những người sinh ra vào cùng tháng âm lịch với nhau ấy, thì sẽ ít nhiều có những đặc điểm tương đồng về cái tính cách, về quan điểm sống hay là về lối sống suy nghĩ cũng như là cái phong cách làm việc. Điều này là hoàn toàn là có cơ sở và đã được chứng minh bởi rất nhiều nghiên cứu khoa học cũng như là rất nhiều đúc kết về cái mặt tâm linh. Trong phần tiếp theo của chương trình, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tháng sinh âm lịch từ tháng 7 đến tháng 12. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 7 âm lịch là tháng Thân. Thì sinh vào tháng 7 âm lịch thì các bạn luôn đem lại cái không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh. Nhưng mà khi có cảm giác căng thẳng thì các bạn lại im lặng đến khó đoán. Vì thế, các bạn được xếp vào tuýp người mà sống nội tâm. Bạn thường thích ở một mình với cái sự yên tĩnh, ít khi mà bạn thích đi đâu đó, cũng như là không thích kết giao với những người bạn mới. Các bạn có lòng tự tôn rất lớn và bên cạnh đó thì cũng là một trong tuýp người được nhiều người biết đến. Những người sinh vào tháng 7 thì là những người chân thật và rất dễ an ủi. Bạn cũng biết quan tâm đến những cái cảm xúc của mọi người, luôn cư xử rất tế nhị, thân thiện, hóm hỉnh, vui tính, nên là mọi người xung quanh ấy luôn cảm thấy rất dễ gần bạn. Bạn thường không mang cái thù hận, dù ai đó có làm gì sai trái với bạn, nhưng mà tha thứ không có nghĩa là bạn đã quên. Mặc dù có lòng vị tha cao cả, nhưng mà các bạn gì lại
cảnh giác rất là cao độ và rất là sắc sảo. Các bạn đối xử rất công bằng với mọi người và không bao giờ đánh giá người khác một cách vội vã, luôn quan sát trước khi đưa ra cái kết luận cuối cùng. Với mọi người thì những người sinh vào tháng 7 là những người bạn trung thực, chân thành và dễ mến. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 8 là tháng Dậu. Thì những người sinh vào tháng 8 âm lịch là những người hay thích đùa, họ khéo léo trong cái cách cư xử và biết quan tâm đến người khác. Rất nhiều người quý mến bởi họ có tính cách đáng quý này. Ngoài ra, họ còn nổi tiếng với cái tài năng nghệ thuật và âm nhạc. Sinh ra vào những ngày mùa thu ấy, nên tính cách của họ cũng rất là lãng mạn, nhạy cảm và nhiều mơ ước. Những người sinh ra vào cái thời điểm này thì có khả năng suy nghĩ một cách là rất là phi thường. Họ dũng cảm, cứng rắn, có tư duy độc lập, có khí chất của lãnh đạo và gì không dễ bị chùn bước trước những khó khăn nào. Bên cạnh đó, họ còn là những người mà biết cách an ủi người khác. Họ có lòng tự tôn và thèm khát những cái lời tán thưởng. Khi mà đang ghen hay là bị ai đó chọc tức thì những người này sẽ trở nên đáng sợ kinh khủng luôn. Họ thích quan sát mọi thứ cẩn thận và hay cân nhắc, nhưng mà hay quyết định vội vàng đến khó hiểu. Về sức khỏe thì thể chất của những người sinh vào tháng 8 này thì không được tốt cho lắm. Phải học cách thư giãn thì mới có thể khống chế được cái sức khỏe của mình. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 9 là tháng Tuất. Thì sinh ra vào mùa thu, các bạn tế nhị và biết cách thỏa hiệp. Các bạn cẩn trọng và có cái đầu óc tổ chức, thích chỉ ra những cái khiếm khuyết của người khác cũng như là chỉ trích mọi người. Tuy nhiên, các bạn nên biết kiềm chế trước những cái lời nói chỉ trích của mình. Bạn là người điềm tĩnh, tốt bụng và có lòng vị tha. Các bạn trung thành nhưng mà không phải lúc nào các bạn cũng là người chân thật. Bạn cũng thích quan tâm đến tiểu tiết bởi bạn muốn tìm ra cái sự thú vị của mọi thứ. Chính vì vậy, các bạn cũng rất kén chọn trong cái việc tìm ra một cái nửa kia của mình. Những người sinh vào tháng 9 là những người ít nói nhưng lại là người biết nói chuyện và rất dễ thu hút những người khác. Sinh vào tháng 9 thì bạn cũng rất dễ nảy sinh những cái tham vọng trong mọi việc, thích tìm tòi và thích khám phá một cách tỉ mỉ trong công việc. Tính cách của bạn rất dễ hiểu và khá là vui tính. Bạn thích du lịch và tham gia vào những cái hoạt động xã hội. Đôi khi năng nổ là vậy, nhưng mà các bạn lại có xu hướng giấu đi mọi cái cảm xúc của mình. Đó là những người sinh vào tháng 9. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 10. Tháng 10 là tháng Hợi. Thì những người sinh vào tháng 10 thì là thích tán gẫu, thích là trung tâm của mọi sự chú ý. Cũng vì thế mà bên ngoài họ có vẻ là thu hút, và tính cách của họ cũng là thu hút chính như cái vẻ bề ngoài của họ. Dù đôi khi họ thích nói dối nhưng mà lại không biết che giấu cái điều đó. Với họ, bạn bè là rất quan trọng, vì thế họ thích giao du và kết bạn. Tình cảm của họ là yêu ghét thì rõ ràng. Họ chỉ yêu quý những cái người mà yêu quý mình và không quan tâm đến những người khác nghĩ gì. Những người sinh ra vào cái thời điểm này ấy, thì cũng gì dễ bị tổn thương. Nhưng mà họ không cần nhiều thời gian để chữa lành mọi thứ. Họ cũng là những người hay mơ mộng và kén chọn. Họ khá nồng nhiệt nhưng mà vẫn chỉ là một người dứt khoát, công bằng và sáng suốt. Họ có niềm đam mê với du lịch, nghệ thuật, văn học. Bên cạnh đó, những người sinh vào tháng 10 thì hay động lòng và cũng hay ghen, dễ tức giận. Với cái tính cách năng động thì họ luôn thích ở ngoài hơn là ở nhà. Điểm yếu của những người sinh vào cái tháng 10 này là hay ảnh hưởng đến những người khác và hay mất tự tin. Đó là những người sinh vào tháng 10. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 11. Tháng 11 là tháng Tý. Những ai mà sinh vào tháng 11 âm lịch ấy, thì là những con người có ý tưởng và rất là khó đoán. Bạn lúc nào cũng có suy nghĩ hướng về phía trước. Các bạn độc đáo và gì và thông minh, sáng suốt trong mọi việc. Có nhiều cái ý tưởng phức tạp nhưng mà suy nghĩ của các bạn lại rất là sắc sảo. Các bạn có thể trở thành một bác sĩ giỏi này, tính tình năng động này, vân vân đó. Nhưng mà các bạn là con người của sự bí ẩn. Sinh ra vào cái tháng 11 này thì các bạn khá tò mò và giỏi đào bới những cái bí mật của người khác. Đầu óc bạn lúc nào cũng tràn đầy những cái ý tưởng. Các bạn rất dũng cảm và thực tế, cương quyết, kiên nhẫn và chăm chỉ nữa. Có lẽ vì thế mà các bạn không bao giờ chịu bỏ cuộc. Dù trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào thì các bạn luôn tin có thể, có chí thì nên. Không chỉ vậy, các bạn cũng là những người mà bướng bỉnh và gì và rất là cứng rắn, sắt đá. Các bạn luôn thích một mình, luôn có những cái suy nghĩ khác người, khó ai có thể xoay chuyển được bạn một khi mà bạn đã quyết định. Những người sinh tháng 11 ấy, thì đều là có tính cách sắc sảo,
và nhiều hoài bão, các bạn luôn là những người đặc biệt. Và đặc biệt, bạn là những người không thích cái sự khen ngợi từ người khác. Những người sinh vào tháng 11 là những người giàu cảm xúc, vì thế tình yêu của các bạn rất là sâu nặng. Đó là những người sinh vào tháng 11. Tiếp theo, tháng cuối cùng là tháng 12. Thì sinh vào cái tháng 12, tháng cuối năm ấy, thì các bạn là người trung thành và tử tế. Nếu mà là con gái thì các bạn là người rất là quyến rũ. Các bạn có nhiều cái tham vọng, lại hay bị ảnh hưởng bởi cái số đông. Các bạn suy nghĩ rất là logic, thích hòa mình vào cái cộng đồng, thích được khen ngợi, thích được chú ý và được yêu. Trong các mối quan hệ thì bạn rất là chân thành, thật lòng và không bao giờ giả dối. Các bạn không đặt nặng cái tôi của mình, nhưng mà thì tính tình của bạn lại sớm nắng chiều mưa. Với cái tính cách vui vẻ, trẻ trung, các bạn ghét bị quản thúc. Bạn có cái năng khiếu hài hước nên là hay thích làm trò đùa, mang lại cái niềm vui cho những người khác. Cái điểm nổi bật trong cái tính cách của những người sinh vào tháng 12 ấy, là gì? Thiếu kiên nhẫn và hay vội vàng. Đó. Thưa quý vị thân mến, quả thật cái tháng sinh cũng nói lên rất nhiều điều trong số mệnh của con người. Nhưng cái điểm xuất phát không quyết định cái cuộc đời của bạn, mà là cái quá trình. Cái nỗ lực vươn lên đến cái vạch đích mới là cái yếu tố quan trọng nhất để làm nên cái số phận của một con người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.